Dạ cả nhà nha. Bà bắp bà bột lọc lột bắp lên mà chào ăn nha cả nhà. Chuẩn bị xào ăn nha cả nhà. Nói lụng lệ lụng lẽ. Nhưng mà trước khi em mời bắp gì bự không coi. Nghe cho cả nhà nè. Chạy bự nhà. Tin. Chào cả nhà kìa. Ý chào cả nhà chưa? Chưa. Xin chào cả nhà. Hai kìa. Trái bắp đã nha. Bắp gì bán gì rẻ? Nhiều trái. Nó 5.000 trái hả? Nó nấu chín rồi cũng 5.000 trái. Chứ bắp bèo ghê chứ bộ. Bắp bèo cho bắp. Cũng có cạp nha. Con chữa ăn ăn nè ba. Họ bị quýnh liền á. Đừng có. Bà cóc. Cóc cái nè. Nói thấy bạn ngoài sân nè. Đừng để cóc lột là cái gì á. Lên mê tin. Lấy hồi bà cóc quýnh lấy bây giờ nè. Ông lâm nè. Mẹ tết giờ mình đi đi luộc sơ cho nó chín ngay mình mới xào ra nha cả nhà, cho nó mềm dễ ăn. Thành bắp xào nha, xào dưới xúc xích. Ý khá nè, mà dọc nước ướt đít luôn nè. Rồi mình bắt nước rồi mình luộc chút xíu cho nó mềm rồi mình xào lại nha cái nhà. Đây bắp mình cũng luộc rồi nha. Ấy, mình lột rồi nha. Mình đi mình ruộng mình đi bức hành vô mình sắc. Đi mình đi bức hành nha cả nhà. Hành mới trồng mà không biết có tốt không nữa. Qua, mới đi làm xin nữa ba. Xin đi ghế rồi. Lo dành nhìn không thấy cắm đầu à. Cái này cái gì vậy? Cái gì? Cái gì mà có ba cây nọc cái ghê vậy? Xin chấm phải không? Chấm chấm không? Ông muốn cá á. Để thấy ghê nè, đi vô đây nè. Vô đây nè. Đậu đũa này nha cái nhà. Có mồng tơi rồi luôn nè. Còn lại ra bông á. Đâu? Ừ, trái quá ha. Trái giống giống cái trái của trái giống cái trái về giống cái trái cái đậu đậu đuổi giống cái trái đậu que. Cái này hành mới trồng mà chưa có tốt. Mới trồng sáng luôn cái gì á. Ngô quế này nha cả nhà. Nhau quá thấy cậu hai có ý xả lên được vậy á. Quá, lâu quá. Ừ. Cô ba nhờ, cô ba quay nè. Thôi kìa, quá nhắc chân kìa. Ra nhắc chân đó. Thôi thôi thôi, chọn rồi hư của cốc. Rồi. Không có bẻ nữa nghe. Bẻ nửa cốc, bẻ đó.
Ở đây nó đều nè cả nhà. Đây nè, đây đều ngất chân rồi nè. Quế nha. Dạ, ông nè. Rồi đây là hành nha. Vô đây hái hành trong đây đi. Hành luôn không kìa. Hành này nè, hành cứ treo trên trồng nè. Qua, qua. Muốn nguyên bụi luôn nha. Chờ nguyên bụi luôn đó nha. Chắc không bị chửi đâu. Đất tốt nha. Rồi mình đi vô mình coi cái kia sao cho mình để cho mình luộc nha cả nhà. Nước sôi rồi thôi mình để cho mình luộc nha cả nhà. Luộc rồi cái hồi mình rửa lại. Hành mình cũng rửa sẵn luôn nghe cả nhà, đến hồi mình đi rửa sạch lên cái nữa rồi mình sắc. Cho nó mềm chút xíu nha. Rồi mình đi xào. Gần chín nè cả nhà, gần mềm rồi. Để cho nó ăn chút xíu nữa ha, nó dớt đi. Bắp mình luộc xong rồi mình rửa rồi đó nghe nha. Chuẩn bị đây luôn nha, có dầu nè. Chuẩn bị mình xào nha. Đây cô ba chuẩn bị sắc hộp lựu nghe cả nhà. Sức dễ hả? Dễ. Đây là hành rồi con tép khô luôn có luôn nè nghe cả nhà. Chuẩn bị sẵn cái bánh xào luôn hả? Hai được rồi ha. Hai đi rồi giờ cắt. Ừ. Đây cái này nhỏ mua cây bự không có. Cây bự cũng mất giá mà. Trẻ làm tư. Cây bự trẻ làm tư. Ta nhậu. Mình xong ta nhậu. Mình xong ta nhậu nói chuyện hơi ồn nghe cả nhà. Chút xích sắc xong rồi nghe cả nhà. Giờ bây giờ chuẩn bị xào nha. Để miếng dầu vô. Thêm không? Cho gì đi. Bắp vàng ươm luôn nha, cái hộp bắp nó ngọt ngay hả? Mấy cái sạn kia nó dễ. Cái đạn. Đi bên hạt hả? Thôi. Để bắp vô hả? Mình làm sao ăn vậy nha cái nhà, chứ không có biết, không có dạy ai nha. Không có dạy, nghe tham khảo nhau ăn thôi. Làm mình sẽ lấy thành phẩm ăn thôi nha. Mình lên đường ngọt nha cả nhà.
Độn sao vừa ăn hè là nè. À, đây đây đây. Để muối, để mắm các bạn. Muối mắm cho nó thơm. Muối mắm thì hồi nên vậy. Để lại luôn nha nhà. Rồi con hành nêm lại. Nước ra đi. Nước ra đi. Đi đây đây. Tại mình ăn sao mình làm gì nghe cái nhà. Chứ người ta làm cái bánh sao thì mình không biết. Cái xôi đi. Hãy tép đi. Ừ, hãy tép đi luôn đi đấy. Nhiều khi tép nó gây cách mặn nữa. Xào cho nó rút nước hồi rồi mình mới để hành với xúc xích sao nghe cả nhà. Tại vì mấy cái đó mình xúc xích thì mình ăn sống, mình ăn không cũng được rồi mình gỡ ra là mình ăn hả. Hành này khi nào gần tắt bếp mình để vô. Rồi có thấy con tép không? Không thấy con tép. Yeah. Con tép bự quá không thấy rõ nè cả nhà. Cái màu vấp nó lắng chiếm hết trơn rồi. Chị có tép hả? Có nè. Cái 20 con mới nhập được cái bắp. Cứ lấy hoài luôn á. Phải chạy kéo. Phải bánh ăn luôn. Để xúc xích vô ha. Để hành vô chứ. Để xúc xích vô. Ngày này trời tới hui rồi cả nhà. Tự nhiên ngày này em kiểm tới vui luôn đó. Rồi mình để xúc xích vô nghe rồi. Mình để hành vô xào xào chút xíu cái mình tắt mình ra mình ăn nghe cả nhà. Ngon rồi đó. Tại vì mình có luộc sẵn rồi mình xào cũng nhanh. Không biết người ta có luộc sẵn không ha. Hành như luôn nghe cả nhà. Ngon rồi nha. Dân miền Tây là gì đó. Bư bư bào bào vậy đó. Quên lấy cái muỗng. Không có. Người miền Tây người ta gì đó. Thơm mà nè. Đẹp mà nè. Có xanh, có vàng rồi. Có rút đồ gì đẹp mắt nghe cả nhà. Ngon rồi nha. Cho nó chín hành chút xíu mình tắt bếp rồi mình nghe mời cả nhà ăn nha. Mình có mặn nữa nha cả nhà. Mặn mặn nhà không á. Cái đèn. Ý đi qua bên nhà bà ba khóa quá. Họ nấu. Nó hồi cái dân đất hết trơn. Nó hồi còn chảo không nghe cái nhà. Được rồi nhắc được rồi đó. Mình tắt bếp nha. Rồi mình tắt bếp mình đem cái anh mời cái nhà ăn luôn nha. Ủa chào cả nhà à. Nha. Hôm nay cho mình ăn bắp bắp xào nha cả nhà ơi. Bắp xào với mặn nè cả nhà ơi. Chuối đâu chuối, ăn bắp xào chuối. Chào cả nhà nha. Bữa nay bố ăn bắp xào nha. Mời ông bà cô chú ăn chào chích với chút chích cho mà cả nhà ơi. À, cái mình nè cả nhà ơi. Ông bà cô chú ăn chút chích với con đi. Theo ít đắp lùm quay mặt ra đây nè, coi coi cái đèn. Dạ.
YouTuber đó. YouTuber nè. Ờ rồi đó. Mời cả nhà ăn, ăn bắp xào với xúc chích này nha. Xúc chích. Bắp xào với xúc chích. Xúc chích thử ý. Bà của chú ăn nè. Mời cả nhà ăn bắp xào với xúc chích. Không ngọt, ngọt hết chứ. Cái bắp này nó ngọt lắm. Đúng rồi, nó mềm mà. À, nó còn luộc sơ rồi đó. Xào nó thì nó lâu quá. Mình luộc sơ cho nó mềm, cái mình xào lẹ lẹ. Tự nhiên ăn bóc không à? Sao muỗng mà ăn xong bóc vậy? Muỗng đâu muỗng. Này con. Có muỗng này không? Hồi nãy đang quay cái em chợ em tới hui luôn. Thì em nắng lên đó. Tính là mưa tới. Em chợ muốn mưa lắm mà nghe cả nhà. Ngọt. Bắp nó ngọt hết biết không? Ừ. Bắp nó người ta mới hái gì à? Bắp này người ta mua người ta nấu lẩu, nó canh rồi ăn hàng ngày. Ừ. Lẩu ngon, bắp này lẩu. Với bắp còn mới nó ngọt. Bữa ra bắp này cái dễ nấu được ăn ha. Người ta lại nhầm người ta lãi ăn ha. Rồi cà khúc. Cà khúc với cà. Ăn được không? Vừa ăn không? Dạ, ăn ngon quá. Ý ăn ngon không? Ăn ngồi ba chén rồi. Cái ta nấu kiểu. Ngon quá à. Quá. Ngon quá. Ngồi ăn ba chén là bà chút bơ. Cái bữa ăn cháo gà rồi còn thức cưng. Ăn giờ mai hả? Ăn mai. Ăn hai đâu? Ăn hai đâu giờ mà? Có ăn hai đâu? Hai gì nhà ăn coi? Bà mà hai. Ừ. Hai đâu rồi? Mày về bảy rồi. Ủa cái mặt sao đâu? Thôi của con ăn đi, ăn của bà cấp nữa. Chút đi. Bà chút bơ. Không. YouTuber tương lai đó nhà ơi. Để con cóc ăn. Đi ăn mãi đi. Của con kìa, con ăn đi, mấy người này tham gia ngoài hè. Ngon không con? Ngon không con? Dùng như mình miếng nữa cả nhà ơi. Thôi con ăn đi rồi không phải ăn mặn. Kìa cái đèn hồi vô trong cái chén rồi kìa. Cái cục quay của con kìa. Gỡ ra đi cho nặng nè. Gỡ ra đi con. Ừ gỡ ra đi. Gỡ không? Gỡ không? Tính mang luôn mà chút bơ mà. Rồi tới rồi. Đây đừng cá đừng lấy con nha. Nè. Ừ. Nè, cắt nè. Quay nè, quay nè. Quay nè. Đưa chén đi. Tin vô nhà lấy chén ra ăn tin. Nè, ăn ăn. Nè, vô nhà lấy chén đi. Nè. Nè. Chích nè. Có chút chích nữa đây nha. Xin lại đi vô chậm mấy chén ăn đi. Ngon. Ngon. Ừ. Sao ngon không? Ngon sao ngon gì nè, ngon. Ngon mà mặt hơi ngầu nha. Ngon. Ồ, anh hai lớn hơn em, ý còn mắt đút nữa. Hai nhỏ nhẽo mà. Nhục không? Ý có nhỏ nhẽo không? Không, rồi có ý ăn kìa, hồi quýnh ý nè. Nó mua nè nè. Hổn chưa? Chưa. Hổn đâu con. Tao nói của nhà là hả? Biết chưa? Biết chưa? Chưa. Em biết học của anh hai hết. Ừ. Gà lên ấp rồi kìa. Chích chân liều thuốc. Ở có bơ. Đây là bạn nhà chồng nghe cái nhà. Trái nó không có to nhưng mà được cái nó ngọt nha. Ngọt quá cả nhà. Đấy con ăn cái này là quậy không không thuốc luôn của tự nhiên. Thôi, nhưng mà nó ra bông quanh năm luôn á, giờ nào cũng có bông nha. Ăn hết đợt này cái nó ra bông đợt khác. Mà cái nhà ăn mặn cái nhà ơi. Bây giờ nhóc bắp xào vậy thì mình ăn mặn đi. Ăn thử coi hai cái nó có chết không.
ăn chiên ngon ăn mặn như chết. Rồi sẵn nó lạc á. Lạc rồi mà cũng có ngọt. Ngọt theo cái mặn á. Ngọt rồi. Chích con gốc đâm nha. Này ruột trái cũng chích rồi hả? Không cũng chích nữa. Sang táo lên mắt. Ủa giờ này mấy giờ ta? Chị Yếu này không ngủ trưa luôn nha. Bộ bố biết bố hức rồi bố quay như thế vậy không chịu ngủ. Ăn làm quà là chị YouTuber. 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 Rồi quay rồi. Quay rồi. Rồi con cầm con quay coi. Dạ cầm quay. Cầm quay đi, cầm quay xin chào cái nhà đi. Cầm quay chơi bà cóc với bà ngoại bà ba chào cả nhà nè. Quay đi chào cả nhà coi. Quay đi làm sao nè cầm nha rồi 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 sao nè không thôi giờ là cái mặt gì vậy chào cả nhà cái nhà chụp hình nhìn con nhìn gì á bụng ăn mà sao con mắt nhìn nó cho thấy cái chùm ruột gì trời ăn này ăn kia giờ lấy tầng ruột không á kìa hắt để trên cây chùm gỗ không à rồi câu gì nhờ ăn hộp gì lộn mà dưới tầng ruột hả ăn gì à ăn vậy mà nó không ngon ngán cái gì cái sắc chua cái bộ ngút cửa ấy rồi chứ anh hai đi đâu giờ xình không vậy nãy giờ đi đâu à chơi chứ đâu heo gì heo chứ heo gì đi heo nhà đâu có nuôi heo mình nuôi không nổi mà còn có đâu mà nuôi heo đi heo hả cháu có đi heo trời ơi cái ngồi à gái nó ngồi đây trời chuyện gái thì quá trời gái kìa cái mỏ nó nhọn kìa mắt sụp mí gì đó mắt nó nhướng như đó ủa ai vậy ủa ai đâu nhất này thằng một người thấy hai ba người nhà của ai vậy nhà của bà ba đâu nhất này buồn ngủ của ai vậy cái nhà của ai nhà của ai nhà của người sớm nhà của người sớm chị mà ngủ chưa chị y không không rồi đi ngủ không không vậy mình thức luôn chiều mình ngủ sớm nha dạ dạ đi mẹ Hương giỏi đây cái giỏ xuống nè gái ngứa ngồi đàng hoàng nè hép hép lại rồi đó nó lại chút chích nè cái nhà ăn mất mất sợ mình nha chút chích nè mất đi chích nè thôi con ăn đi đồ buồn lắm chết đau tóc mất ăn chất thì cốc hả? Cũng giống này ba bán lắm chứ bộ. Ngon chứ bộ. Ở này, ở này. Không ai. Nhìn chuyện không? Nói chung. Nói đi, ăn vô. Nói chung, tôi biết là ăn biết là cần chút bộ. Cần là khóc mà. Thì ơn gái ăn đứa thì khép khép lên chút con ơi. Cái bằng lại. Bằng lại. Bắp này nghe sực sực. Hết hồn. Còn hai gì đâu á? Con khoan dòng cáp cười cười mùi ai? Gì? Con tìm đi. Chút kia hay vậy? Chọc cái này á. Con khoan dòng cáp. Cái này ngoan không? Mua cho anh hai con gà. Con cóc hả? Anh Châu nói mày. Con cóc. Con cóc. Chích rớt này là không nghe nè trên nó ngồi gì hết cháy rồi trên ngồi không có gì nữa nè
Cá viên hồng hai chất. Ăn gần đâu có nghĩ ăn luôn. Mấy sáng mình mua hai trái luôn. Sao trong miếng nó sức ăn không ngon như thế nhà. Ngon quá cả nhà. Bốc ăn hai chén nữa cả nhà. Tên này ăn trong chén rồi ăn trong dĩa nữa hả? Hết rồi. Giỏi quá. Ăn chút xích kìa. Ăn chút xích đó, đừng gấp nhiều. Chút xích đó. Ăn chút xích đó. Này nhiều quá. Nè chút xích nè. Này quá. Thôi, nhiều ăn không hết rồi, không giữ được. Làm hai nè. Hút muỗng rồi. Rồi. Muỗng hả? Muỗng. Hai chén. Rồi, cái gì nè, ăn chứ xài. Ê, cái mặn rồi mình cho thuốc liếm luôn nha nha. Này cái bạn bự nè, mà không biết bổ ra nó. Hút thuốc. Thế rồi, ăn hai nè. Để cho ngọt lắm. Cái trái có dội chứ không? Tại nhà chồng mình nó dội thôi, có dội. Cái gì mà ăn ta ăn bắp xào nè, ăn ăn mặn mà sao con mắt dòm trên tầm ruột không cả. Mời cái nhà ăn mình miếng mặn nha. Ở mắt hai chụp hình nè. Hai chụp hình nè. Ngọt, ngọt như thế nè. Ý là hai chụp hình nè. Ăn đi con. Hai chụp hình nè. Cái nhà thấy hay hay quý mình gì cho mình một like với một đăng ký kênh luôn nha cả nhà. Bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà kìa. Bye bye cả nhà nha. Bye cả nhà. Rồi cái này tới giờ điệu rồi nha. Chiếc kem mềm cá nước mắm gì chảy lên. Cái sợ nhớ này chứ. Cho hai xong rồi.